Chào mừng các bạn với Blog Mèo. Hôm nay Hạnh vừa nghĩ ra một ý tưởng khá là thú vị. Hạnh sẽ làm một cái thử nghiệm là cho sofa. Đợi mèo này nè. Sofa 3 tháng tuổi. Sofa sẽ thử nghe các tiếng mèo trên mạng mà Hạnh cho sofa nghe để xem cái phản ứng lần đầu tiên của sofa như thế nào. Thực sự đây cũng là lần đầu tiên mà sofa nghe được tiếng các tiếng mèo khác ngoài tiếng mèo của bạn Màu nhà mình. Thì mình muốn thử xem là cái phản ứng của bạn như thế nào. Ok, diễn viên đã sẵn sàng. Bây giờ Hạnh sẽ bắt đầu cho sofa nghe thử tiếng mèo con kêu nha. Sofa và Màu cũng đã nghe tiếng mèo con xong rồi, nhưng mà không ngờ là sofa thì diễn viên bỏ đi. Còn bạn Màu của mình thì rất là hào hứng, leo lên và rất là quan tâm đến mèo con và thử tìm mèo con để chăm sóc. Chắc có lẽ là quen một cái thời gian mà Màu chăm sofa nên bây giờ Màu rất là nhạy cảm với việc mà chăm sóc mèo con như vậy. Bây giờ mình sẽ thử mở một tiếng của một bạn mèo cái xinh đẹp lên nhé, để coi phản ứng của sofa như thế nào. Còn nếu mà có Màu tham gia nữa thì càng tốt. Các bạn ơi, cảm giác như là bắt đầu ngôn ngữ thì sao ấy. Mà cả hai đứa nó hơi lẳng lặng, nó bỏ đi, nó không thèm quan tâm gì hết. Nói chung là thử nghiệm cho mèo nghe tiếng mèo kêu trên video clip bên này là kết thúc.